Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tấn Phát Vlog. Các bạn mới làm YouTube, sau một thời gian cố gắng sáng tạo nội dung, kênh của các bạn đã được bật tính năng kiếm tiền. Các bạn đang băn khoăn những điều phải làm sau khi mà kênh đã được bật tính năng kiếm tiền. Thì trong video lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn những điều cần phải làm và những cài đặt sau khi kênh được bật tính năng kiếm tiền. Nếu như các bạn đang băn khoăn về những gì cần phải làm và những cài đặt phải làm sau khi kênh đã bật kiếm tiền thì ngay sau đây mời các bạn cùng cầm điện thoại lên theo dõi thật kỹ và làm theo mình. Thì đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào YouTube Studio, các bạn sẽ vào phần nội dung. Sau đó các bạn sẽ thấy được video của chúng ta đang ở trạng thái là tính năng kiếm tiền sẽ tắt. Nếu là kênh lần đầu tiên bật kiếm tiền, các bạn sẽ click vào dấu mũi tên ở đây. Sau đó các bạn chọn bật, các bạn chọn lưu lại. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy với từng cái video. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn quảng cáo lên video để các bạn có thêm thu nhập. Các bạn sẽ đưa trỏ chuột về video mà các bạn muốn thêm quảng cáo. Sau đó các bạn sẽ ấn vào biểu tượng kiếm tiền. Thì các bạn có thể thấy những cái thẻ như thế này. Đầu tiên, khi mà kênh mới bật kiếm tiền thì những cái thẻ như thế này sẽ không có dấu tích. Chỉ có một thẻ là quảng cáo hiển thị thôi. Các bạn sẽ ấn vào quảng cáo lớp phủ, thẻ được tài trợ, quảng cáo dạng video không thể bỏ qua, quảng cáo dạng video có thể bỏ qua, và cái phần ở đây là trước, trong và sau video, các bạn sẽ click vào những dấu tích này hết. Các bạn lưu ý đối với những cái video từ 10 phút trở lên thì các bạn mới có thể là thêm những cái phần quảng cáo như thế này, và các bạn có thể quản lý quảng cáo chèn giữa video. Như các bạn thấy ở video này thì mình có thêm là 5 điểm quảng cáo video. Video mình có 9 phút thì mỗi 3 phút mình thêm một cái điểm quảng cáo như thế này. Tùy theo video của các bạn dài hay ngắn, các bạn nên lưu ý là mình không nên chèn quảng cáo quá nhiều. Bởi vì chèn quảng cáo quá nhiều thì sẽ khiến cho khán giả của mình thấy là nhàm chán. Bởi vì video mình có quá nhiều quảng cáo cho nên khán giả họ không xem được nội dung. Tùy theo video mà các bạn chèn một hoặc hai quảng cáo, video dài thì các bạn có thể chèn nhiều quảng cáo. Các bạn có thể chọn đặt quảng cáo tự động. Nếu các bạn chọn đặt quảng cáo tự động thì YouTube sẽ để ở đầu video một quảng cáo và cuối video một quảng cáo, hoặc ở giữa một cái, chỉ có tầm 3 cái thôi. Còn cái này là mình tự cài đặt các bạn. Ví dụ các bạn muốn thêm một quảng cáo ở vị trí 4 phút 5 phút đi, các bạn sẽ ấn vào đây. Sau đó các bạn sẽ ấn vào điểm là điểm chèn quảng cáo. Thì như vậy các bạn có thể thấy cái ô màu xanh này là cái điểm xuất hiện quảng cáo mà mình vừa chèn vào. Các bạn cũng có thể thêm bằng cách là những cái mốc thời gian này nè. Các bạn có thể là thêm theo ý muốn. Ví dụ mình sẽ thêm vào 5 phút. Các bạn sẽ ghi số 5. Ở đây là 5 phút 8 giây. Đó. Rồi các bạn sẽ ấn vào điểm chèn quảng cáo. Như vậy thì ở đây lại có thêm một điểm mình vừa chèn quảng cáo xong. Sau khi các bạn hoàn thành những bước thêm quảng cáo, các bạn thấy đã vừa mắc rồi, thì các bạn sẽ ấn vào tiếp tục. Còn ở đây do video mình hướng dẫn các bạn thôi, còn video mình đã chèn quảng cáo rồi cho nên mình sẽ hủy thay đổi. Đó, thì video mình đã trở lại như lúc đầu.
Các bạn sẽ tiến hành làm như vậy với từng cái video trên kênh của mình. Sau đó các bạn sẽ chọn lưu lại. Thì mình sẽ combo thêm một đoạn, đó là sau này YouTube có cập nhật một cái chính sách mới, đó là cho phép chúng ta tự đánh giá quảng cáo, tự đánh giá video của mình có phù hợp với nhà quảng cáo hay không. Thì sau khi các bạn vào cái phần thêm quảng cáo trang giữa này nè, sau này các bạn đăng video các bạn sẽ biết. Sau khi các bạn chọn tiếp tục thì sẽ hiển thị lên một cái thông báo là xác nhận độ phù hợp với nhà quảng cáo, thì các bạn sẽ xem theo đó trong video của các bạn có những cái lời nói tục tiểu hoặc là những cái hành động khiêu khích hay quảng cáo những cái nguyên tắc về nhà an toàn nhà quảng cáo đó, các bạn có thể theo dõi và xem trong cái quy định của YouTube về nguyên tắc an toàn nhà quảng cáo, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Thì sau khi các bạn đã kiểm tra video mình không có những cái điều cấm của về an toàn nhà quảng cáo thì các bạn sẽ đánh dấu tích không có những nội dung trên, sau đó các bạn ấn vào tiếp tục thì sẽ đánh giá và video của mình sẽ được bật kiếm tiền. Thì các bạn ơi, vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn những cái điều cần làm sau khi kênh đã được bật kiếm tiền. Nếu các bạn thấy video hay hữu ích, đừng quên chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Chào các bạn. Đừng quên ấn like video và ấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.